Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả anh chị em yêu thích và đam mê hoa lan rừng đã đến với kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay cũng xin chia sẻ cho anh chị em một cái cây gọi là hoa hồng cổ Sapa mọi người nhé. Bởi vì những cái hồng cổ Sapa này thì nó là nguyên bản của Sapa và mình đã nhân giống tại vườn. Hiện tại thì mình vẫn cung cấp những cái cây hoa hồng giống, hoa hồng đã trưởng thành để cho anh chị em sưu tầm về. Thứ nhất là chuẩn giống. Cái màu hoa thì đây anh chị em nhìn đây, nó rất là đẹp. Và cái mùa này là mùa đẹp nhất của hoa hồng. Màu rất là đỏ, rất là thẫm, thẫm màu. Anh chị em có thể nhìn thấy. Đây là một cái cây hồng cổ Sapa. Năm nay là năm thứ 10 của vườn nhà mình, trồng tại vườn nhà mình đây. Dáng thân ngoằn ngoèo, rất là có một cái gì đó rất là lạ và đặc trưng. Thì cây thì anh chị em có thể sưu tầm những cây to. Cây này cao độ khoảng 2,5 m. Đấy. Thoát thân độ khoảng 1,5 m. Đấy. Thì tán lên độ khoảng 1 m nữa, tức là khoảng độ gần 2,5 m, 2,7 m gì đấy. Đấy. Đây là một cái cây nó nói chung là rất là đẹp và hoàn thiện. Anh chị em có thể mua những cái cây thẳng đứng, thân chi. Thì bên này mình cũng giới thiệu cho các bạn anh chị em mẫu thôi. Đây. Mẫu để cho anh chị em dễ nhìn và nhận biết. Chứ còn nếu mà xuống vườn thì thực sự ra là mọi người rối hết cả mắt, không biết là cây nào với cây nào. Đây, đây là một cây thoát thân nhé, thân chi này. Độ cao của thân thoát thân độ khoảng 60 phân. Tổng chiều cao của cây từ mặt chậu lên đến hết cây là độ khoảng 1 m. Đấy. Như vậy thì để cho anh chị em dễ nhận biết. Đấy. Và những cây như này thì anh chị em mua và sưu tầm thì mình để cho các bạn với cái giá là 600.000 đồng chưa có phí vận chuyển anh chị em nhé. 600.000 đồng để cho anh chị em có cái cây hoa hồng thân chi như này. Cây này thì được khoảng 3 năm tuổi nhé mọi người nhé. Cho nên là mọi người cứ yên tâm. Về cây 3 năm tuổi như này là mọi người về cho vào chậu, nó rất là đẹp. Đấy. Cái thứ hai nữa là đây cũng là một cái thân chi thoát thân kiểu vậy. Độ gốc thì nó cũng độ khoảng đây, nó to hơn ngón tay cái của mình một chút thôi. Đấy, như vậy thì mọi người sẽ nhìn và rất là dễ nhận biết cây hoa hồng như này. Cây này cũng có giá là 600.000 đồng một cây. Đấy. Bên này cũng vậy. Hầu như là những cây như này nó đều sàn sàn như nhau. Anh chị em lấy thì mình sẽ lựa chọn cho các bạn với cái cây rất là đẹp và ok. Ngoài ra thì vườn mình vẫn có chia sẻ những cái dòng hoa lan nhé anh chị em nhé. Vì bây giờ cũng thời điểm Tết rồi. Để chia sẻ cho anh chị em hoa lan. Thì đây. Đấy, đây còn rất nhiều loài nữa. Mình sẽ làm cho các bạn, anh chị em một cái video nó rất là cụ thể. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một số cái cây rất là ok, rất là đẹp. Đây là phượng vĩ nhé. Mình đã trồng thuần. Đấy. Cây phượng vĩ này, một cái chậu này nó độ khoảng 20 thân nhé anh chị em nhé. Khoảng 20 thân. 20 thân luôn. Và mình đã trồng dây rất là ổn định rồi. Dễ mọc rất là đẹp rồi. Cái phượng vĩ này thì nói chung là cũng rất là dễ thôi. Thế nhưng mà mình đã trồng thuần, tức là khi mà anh chị em mua hàng cân ấy thì đương nhiên là nó sẽ có rất nhiều cái ngọn nó bị dập gãy rồi là hỏng. Cho nên là anh chị em về nó tỷ lệ nó hỏng rất là nhiều. Thì chúng ta mua thì tất nhiên là cũng được thôi, không sao cả, tùy anh chị em lựa chọn. Nhưng mình thì không có hàng cân nên là anh chị em có thể mua hàng giò. Một cái giò to như thế này, khủng như thế này. Mình để cho anh chị em một cái giá là chỉ có 300.000 đồng một giò thôi nhé. 300.000 đồng một giò thôi là mọi người đã có một cái giò chậu phượng vĩ rất là đẹp. Và đặc biệt cái điểm đặc điểm là khi chúng ta treo ở cái phần mà nó treo ở cái phần mà ví dụ trên tường này chẳng hạn. Hôm trước mình có treo thử một cái chậu lên trên này. Đấy, anh chị em có thể nhìn thấy đó. Đấy, treo lên trên này. Tức là cây phượng vĩ này thì nó có đòi hỏi một cái ánh sáng là 100% nắng. Khi chúng ta ốp vào tường như này thì cây nó sẽ, đầu tiên ấy thì nó sẽ rụng một vài cái lá thôi, không ảnh hưởng gì cả. Sau đó một thời gian sau thì nó sẽ thuần chủng rồi, rễ nó ra rồi là cây nó rất là đẹp và phát triển rất là khỏe. Hoa thì rực rỡ vào mùa hè. Đấy, như vậy thì anh chị em rất là dễ để sưu tầm. Đấy thì
cũng có khá là nhiều chậu. Mình có hiện tại là đang có khoảng 20 chậu thôi, 20 chậu phượng vĩ. Đấy, phượng vĩ này thì anh chị em biết rồi, đặc biệt là nhà nào mà có cây cao mà ốp đấy khoảng 1-2 chậu này vào thì đến lúc nó lên thì rực rỡ một góc trời luôn. Đấy, chậu phượng vĩ nha anh chị em nhé. Anh chị em nào lấy thì mình cứ sẽ lựa chọn cho anh chị em những cái chậu, nói chung là sàn sàn giống như nhau, rất là đẹp. Đấy, giá là 300.000 một chậu anh chị em nhé. 300.000 một chậu phượng vĩ. Đây nhé, anh chị em có thể nhìn thấy là đây là một cây kiều tím này, rất là đẹp này, cực kỳ là to nhé. Đấy, về cái độ lá liếc là khá là ổn, rất là đẹp. Đấy, anh chị em nhìn này, đấy, kiều tím. Chậu này thì nó gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 thân nhé. Chậu kiều tím miền Trung nhé anh chị em nhé. Đấy, cho anh chị em dễ. Thế còn đây không phải là kiều tím của Yên Bái hay gì cả. Đây là chậu rất là đẹp và đã có hoa. Đấy, thì anh chị em nhìn đây này. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn, bộ bản lá rất là dày và nói chung là đây là một chậu thuần chủng và lá nó rất là ngắn. Cho nên là về cái bản chất của cái cây này thì nó rất là ổn và đã phát triển rất là khỏe rồi. Đấy, anh chị em có thể nhìn thấy. Đấy, chậu này anh chị em nào sưu tầm thì mình để cho các bạn với giá là 1 triệu nhé. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn, thân đây này. Anh chị em nhìn thân thủ nó rất là ok luôn. Đấy, mình đánh dấu đây, chậu kiều số 1 giá là 1 triệu. Chậu kiều số 2 này, đây, mọi người nhìn đây nhé. Đấy, cái chậu kiều số 2 đây, cực kỳ là ok chưa ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Và đây là chậu kiều, nếu anh chị em nào về mà đặt nó vào trong cái khuôn viên khu vườn của mình ý, của nhà mình, mọi người ý, thì là cây nó rất là đẹp bởi vì nó ngắn. Đây, hoa cần hoa năm vừa rồi đây. Đấy, cần hoa năm vừa rồi đây nhé. Đấy, cực kỳ là ok luôn. Chậu này thì anh chị em nào sưu tầm thì mình để cho các bạn cũng giá là 1 triệu. Gồm có 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 thân. 16 thân lá nhé, giá là 1 triệu. Đây là kiểu dòng nó ngắn thân như này thì anh chị em về nó không bị lồng khổng, mà cái giò lan nó rất là đẹp và cực kỳ là ok luôn. Nên là mọi người cứ yên tâm rằng là mình lựa chọn cho anh chị em là không phải lo lắng về cái, thứ nhất là về cái chất lượng, thứ hai là cái độ khỏe của cây. Hoa năm tới thì nó rất là nhiều luôn đấy mọi người ạ. Đấy, anh chị em nhìn thấy không ạ? Mình đánh dấu đây là chậu kiều số 2 nhé, giá là 1 triệu. Vâng, và mình tiếp theo mình chia sẻ cho anh chị em một cây hài Bosali. Đấy, tức là hài kim xanh của Sìn Hồ nhé, đặc trưng của Sìn Hồ Lai Châu. Đấy, cây này thì hiện tại là đang có 1 tép, 2 tép, 3 tép, 4 tép và 2 tép đang có mèo. 1 tép này là tép kép đôi này. Bông hoa kép này. Đấy, anh chị em này, nó đang có 2 cái nụ ở trong này. Đấy. Trong này là đang có 2 cái nụ đây. Bosali xanh. Hài kim xanh của Sìn Hồ. Đấy. Anh em nào sưu tầm chậu này mình để cho các bạn với cái giá là 600.000 đồng nhé. Đấy. Đấy, dòng này rất là hiếm, rất là ít người có chứ không phải có nhiều đâu, nên là mình chia sẻ cho anh chị em như này. Chậu này rất là đẹp, thuần chủng rồi, giá là 600.000 đồng. Một chậu duy nhất thôi chứ không có nhiều. Tiếp nữa là mình để cho các bạn anh chị em một cái chậu, đó là chậu chuỗi ngọc. Đây anh chị em nhìn này, những chậu chuỗi ngọc này rất là đẹp nhé. Anh chị em cứ yên tâm rằng là hàng đã thuần chủng rồi thì năm nay cho rất là nhiều hoa. Đấy, một là các bạn có thể để nguyên củ gỗ như này cũng được. Đấy, anh chị em nhìn thấy bộ rễ rất là đẹp rồi đúng không ạ? Về mọi người có thể ghép vào cây hoặc ghép vào chậu rồi là treo lên như này luôn cũng được, không sao cả. Tự dưng chúng ta có một cái giò lan rừng giống như kiểu là ngoài hoang dã, ngoài tự nhiên ấy. Đấy. Chậu chuỗi ngọc mình đánh dấu đây là số 1, giá là 220.000 đồng nhé mọi người nhé. 220.000 đồng cho giò chuỗi ngọc số 01. Đấy, anh chị em sưu tầm. Toàn thân tơ thôi, năm nay rất là nhiều hoa nên mọi người cứ yên tâm. Cực kỳ là nhiều hoa luôn, riêng chuỗi ngọc này. Đấy là mọi người, để mọi người anh chị em sưu tầm. Chậu chuỗi ngọc số 02, chậu này khủng hơn rất là nhiều, rất là to. Đấy mọi người nhìn đây này, rất nhiều thân tơ nhé. Đấy, bộ rễ thì phát triển thì không phải nghĩ rồi, rất là đẹp luôn. Với cái giá thể như thế này thì anh chị em cứ yên tâm rằng là nó rất là khỏe và cho hứa hẹn một cái mùa hoa rất là tuyệt vời luôn. Đấy.
Chậu số 02 này anh chị em sưu tầm mình để cho các bạn với cái giá là 250.000 đồng nhé. Cực kỳ là đẹp luôn. Chậu số 02. Chậu số 03 cho giò chuỗi ngọc. Đây. Chậu số 03. Đấy. Chậu này to, đẹp và cũng khá là nhiều thân, năm nay có hoa. Đấy. Chậu số 03. Anh chị em sưu tầm mình để cho các bạn với cái chậu này với giá là 220.000 đồng nhé. Đây mọi người nhìn đây. Đấy, bộ rễ nhìn phê chưa ạ? Đấy, anh chị em nhìn em. Đấy. 220.000 đồng cho bộ, cho cái chậu chuỗi ngọc số 03 này. Tiếp theo nữa là kim điệp nhựa. Đây là giò kim điệp nhựa cho anh chị em sưu tầm này. Đấy mọi người nhìn em. Kim điệp nhựa rất là đẹp và đã thuần chủng rồi nhé. Đấy, nhiều anh chị em là cứ sợ sệt rồi là thế nọ thế chai cây đây. Mọi người nhìn thấy chưa ạ? Bộ rễ ok rồi. Không phải nghĩ rồi, đến mùa nghỉ rồi và có cả rêu phong ở đây rồi. Năm nay là cứ gọi là có một cái giò lan tự nhiên hoang dã rất là ok tại vườn. Đấy. Giá của chậu này là 150.000 đồng. Đấy. Kim điệp nhựa số 1. Anh chị em xem thì cứ lưu ý cái số hoặc là chụp ảnh màn hình lại. Thì mình sẽ chọn lựa cho các bạn đúng cái chậu mà mọi người yêu thích. Đấy. Có cả cỏ ở đây này. Đấy. Chứng tỏ rằng là cái chậu lan rất là khỏe, rất là đẹp. Cỏ còn mọc được. Đấy. Chậu số 02 nhé. Chậu số 02. Đấy. Cho anh chị em sưu tầm đây này. Những cái thân này đều ra hoa, năm nay đều ra hoa hết nha. Đây là hai thân mới này. Đấy. Chậu này thì là 75.000 một chậu. Một giò. 75.000 là anh chị em đã có giò lan đẹp rồi. Đấy, cái này thì các bạn cứ chọn đến hai chậu là được 150 là được. Là đủ đơn là vừa đẹp. Đấy, chậu này cũng thế, 75.000. Ship từ hai đơn nhé anh chị em nhé. Đấy. Anh chị em nào lấy cả ba thì sẽ bớt đi cho mọi người. Đấy. Chậu số 4. Đây. Chậu số 4 cũng rất là đẹp này. Chậu số 4 này cũng rất là ok này. Chậu này thì 100.000 đồng cho anh chị em sưu tầm này. Đấy, phải nói là quá tuyệt vời luôn. Về những cái cây như này không phải nghĩ về bộ rễ rồi, quá là khỏe luôn. Đấy, giá chỉ có 100.000 đồng thôi. Tiếp nữa, cuối cùng đó là một chậu sơn thủy tiên. Đấy, sơn thủy tiên cho anh chị em sưu tầm nhé. Cái chậu này thì nó có cái đặc điểm là trồng trên cục gỗ. Đấy, tất cả mình đơn hàng mình trồng trên cục gỗ. Năm vừa rồi rất là nhiều hoa, rực rỡ cả một góc trời luôn. Đấy mọi người thấy không ạ? Đấy, cực kỳ là đẹp này. Đấy, rất là tự nhiên nhé. Đấy. Đấy đúng không ạ? Đấy, cực kỳ là đẹp, bộ rễ rất là khỏe. Và hoa ra thì nếu như mà hoa ra thì không phải nghĩ rồi. Đấy. Chậu này anh chị em sưu tầm mình để cho các bạn với cái giá là 250.000 đồng nhé. Đấy. Như vậy thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho anh chị em một số cái đơn hàng trồng thuần tại vườn và giá cũng rất là rẻ. Chỉ từ 75.000 đồng là mọi người đã có một chậu lan rất là đẹp và để có thể trưng bày ở vườn trong khuôn viên nhà mình. Ngoài ra thì vườn lan cũng còn rất là nhiều cái mặt hàng để chia sẻ cho anh chị em. Đặc biệt đây là hoàng thảo ngũ tinh này. Đấy, hoàng thảo lụa vàng này. Đấy, anh chị em nhìn thấy không ạ? Đấy, ngũ tinh lụa vàng thân đang đứng đây rồi và chuẩn bị có hoa rồi. Đấy, thân rất là đẹp và rất là khủng. Thân rất là bự đây này, anh chị em nhìn thấy không ạ? Đấy, rất là to nhé. Đấy, như vậy thì anh chị em nào sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại là 0987 829 002. Vườn Lan Trường Sơn, trú tại tổ 7, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu. Rất cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả anh chị em đã thường xuyên theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những video clip tiếp theo.